Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là ai đang nghĩ đến bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy cái đối tượng mà đang nghĩ đến bạn là một mối quan hệ cũ. Có thể là trước đây đã từng xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm với nhau. Và cái người này hiện giờ đang nghĩ về bạn là có cách nào để cho mối quan hệ này có thể tiếp tục phát triển hay không. Mình có cảm nhận là cái đối tượng này với bạn đã có thể là ngắt kết nối hoặc là có những mục tiêu riêng trong cuộc sống của mình, và hai bạn cũng đang rất là cố gắng để phát triển bản thân của mình, về tương lai, về bản thân của các bạn, về nhiều thứ. Và đôi khi thì người này nghĩ về bạn là tại sao cái mối quan hệ này lại thành ra như thế này, và có cách nào để cho nó tốt đẹp trở lại hay không. Có thể là nó đi theo một cái chiều hướng mới nhưng mà vẫn muốn giữ mối quan hệ với bạn. Và ở thời điểm hiện tại thì mình cảm nhận người này nhìn về bạn, cảm nhận về bạn có một sự tôn trọng nào đó với cái mối quan hệ với bạn. Nên là mình cảm thấy là người này nếu như mà có duyên gặp lại, tương tác lại thì người này sẽ có một cái cách cư xử khác với bạn và tôn trọng bạn hơn.